À, chúng ta quay trở lại, chúng ta giải quyết những cái vấn đề đây. À, bài tập thứ nhất là bài về phân tích điểm hòa vốn, cái phương pháp phân tích điểm hòa vốn. Và ở đây đó thì chúng ta có ba cái địa điểm là ở Tây Ninh, Bình Dương và Biên Hòa. Chúng ta có ba địa điểm Tây Ninh, Bình Dương và Biên Hòa. Và như vậy thì chúng ta sẽ viết ra được là cái phương trình tổng chi phí của Tây Ninh, Bình Dương và Biên Hòa. Thì chúng ta có là Y Tây Ninh, Y Bình Dương và Y Biên Hòa. Chỉ có điều khác ở đây đó là chúng ta lưu ý ở cái điểm á, là cái chi phí biến đổi á, tính bằng bằng đồng. Chi phí biến đổi thì tính bằng đồng, trong khi đó thì cái chi phí cố định nó tính bằng triệu đồng. À, có một cái mẹo, một cái bẫy chút xíu ở trong này. Do đó là cái chi phí mà biến đổi thì tính bằng đồng, còn cái chi phí mà cố định á, thì tính bằng triệu đồng. Do đó mà chúng ta sẽ lấy cái chi phí mà biến đổi đó thì chúng ta nhân cho 10 lũy thừa trừ 6. À, rồi mới nhân cho x. À, chúng ta phải nhân thêm với lại 10 lũy thừa trừ 6 cho nó cân bằng về thứ nguyên. À, thì chúng ta viết được ba cái phương trình của tổng cái chi phí của Tây Ninh, Bình Dương và Biên Hòa. Từ đó thì chúng ta mới cho từng cặp một bằng nhau. À, chúng ta cho từng cặp một bằng nhau thì giữa Bình Dương và Biên Hòa thì chúng ta sẽ có là cái điểm x1 bằng 24.000. Điểm x1 bằng 24.000 ở đây. Còn Tây Ninh và Biên Hòa thì chúng ta phương trình của tổng chi phí của Tây Ninh và Biên Hòa chúng ta bằng nhau, cho bằng nhau thì chúng ta được là lớn nữa. À, cái chữ nhỏ ở trên này đó là nó nằm ở trong cái dòng mà nhỏ ở trong này đó là nó nằm trong cái số liệu. À, trong cái số liệu mà trong cái bài của chúng ta có rồi. À, thành ra là chúng ta không cần thấy cái này. À, còn ở đây đó là chúng ta thấy cái phương trình ở đây nè. À, chúng ta thấy cái phương trình ở đây. À, khi mà cho y Biên Hòa bằng với lại y Bình Dương, tổng chi phí của Biên Hòa bằng tổng chi phí của Bình Dương đó thì chúng ta ra được là 24.000. À, thì nó là cái điểm ở đây. Điểm giao nhau, x giao nhau giữa Biên Hòa và Bình Dương là 24.000. À, khi mà chúng ta cho cái phương trình của tổng chi phí của Tây Ninh và Biên Hòa bằng nhau á, thì chúng ta được là 25.000. Thì nó là điểm ở đây, điểm giao ở trên này, 25.000 trên này. À, và khi mà Tây Ninh bằng với lại Bình Dương thì chúng ta được là 26.666. Thì chúng ta được cái điểm này, 266 hay là 267. À, 26.267 thì chúng ta được cái điểm ở đây. À, thì như vậy đó chúng ta vẽ lên được ba cái đường thẳng mà khi x bằng 0 á, thì nó sẽ bằng với lại cái chi phí cố định nè, 1.500, 1.800, 2.000. Và khi x bằng 24.000 thì chúng ta được cái điểm tiếp theo ở đây. À, và chúng ta thế 24.000 vào đây thì chúng ta được cái điểm tiếp ở đây. Thì chúng ta vẽ được ba cái đường thẳng này. Và khi vẽ được ba cái đường thẳng rồi đó thì chúng ta mới có là gì? Khi mà cái sản lượng mà dưới 24.000 đó thì chúng ta nên chọn Biên Hòa. Bởi vì cái đường màu đỏ ở đây nè là cái đường mà chúng ta có là gì? À, chúng ta có là cái tổng chi phí sản xuất của nó là bé nhất. À, tổng chi phí sản xuất của nó là bé nhất đây thì là chúng ta sẽ chọn ở Biên Hòa. Còn từ 24.000 đến 26.667 đó thì chúng ta có cái đường màu xanh nè là tương ứng với lại Bình Dương là bé nhất, do đó là chúng ta sẽ chọn là cái địa điểm là ở Bình Dương. Còn khi x lớn hơn 26.667 thì chúng ta có cái đường màu xanh lá cây này là lại là cái đường thấp nhất, có đường tổng chi phí là thấp nhất thì tương ứng với nó là y Tây Ninh, ở Tây Ninh là thấp nhất thì chúng ta sẽ chọn là ở ở Tây Ninh. Cái câu số 1 người ta hỏi rằng đó là cái điểm mà giao nhau giữa Biên Hòa và Bình Dương là bao nhiêu á, thì chúng ta sẽ có cái sản lượng là 24.000. À, chúng ta tính được là sản lượng là 24.000. Còn khi mà cái điểm mà tối đa, sản lượng tối đa mà sản xuất ở Biên Hòa là bao nhiêu thì chúng ta sẽ có là 24.000. Đúng tại cái điểm này. Câu số 3 người ta hỏi là nếu mà cái sản lượng là 30.000 thì người ta sẽ chọn ở đâu? À,
thì nếu mà 30.000 á thì nó lớn hơn 26.667 nè, thì chúng ta sẽ chọn là ở ở Tây Ninh. À, chúng ta sẽ chọn là ở Tây Ninh, và thế 30.000 vào trong cái phương trình của Tây Ninh ở đây đó thì chúng ta sẽ được là 2.300. 2.300 anh. 2.300. Cái điểm này 2.300 đó là anh thế vào 30.000 ở đây. Anh thế vào 30.000 cái câu số 3 đó, người ta hỏi là nếu mà sản xuất với cái công suất là 30.000 đó thì cái tổng cái chi phí lúc đó là bao nhiêu và người ta sẽ chọn cái địa điểm nào. Thì như vậy đó là tương ứng với 30.000 đó thì nó lớn hơn 26.667 này. Do đó là nó nằm ở cái vùng là chúng ta sẽ chọn là ở Tây Ninh. Và chúng ta thế 30.000 vào trong cái phương trình Y Tây Ninh ở đây nè. Thì chúng ta sẽ ra được cái điểm là 2.300. 2.300 ở đây. À, tức là anh thế X bằng 30.000 vào trong đó. Thì như vậy là anh được 2 điểm 2.300. Là cái điểm này. Tức là cái tổng chi phí sản xuất tại Tây Ninh với lại cái công suất là 30.000 đó là 2.300. 2.300 triệu. À, chúng ta thấy rằng là trong cái bài này đó thì có nhiều cái câu trả lời hoặc là nhiều cái giải pháp khác nhau, nhưng mà ở đây đó thì tôi sẽ đưa ra một cái ý kiến để mà cho chúng ta tham khảo. Thì khi nhìn vào cái mặt bằng mà chúng ta thấy phía bên trái nè, khi mà chưa cải tiến đó thì chúng ta thấy là có quá nhiều cái ghế chờ, có quá nhiều cái ghế chờ, và cái quy trình ở đây đó nó tương đối là phức tạp. Người ta đến đây rồi kiểm tra hộ chiếu, rồi ngồi chờ, rồi mới tới qua là xét vé, rồi mới qua bên này là chờ tiếp, rồi qua tới cái bộ phận an ninh, rồi đến khi này chờ và ra xe. Thì như vậy ra xe để mà đi lên máy bay đó, đến cái chỗ của máy bay. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái chờ, cái việc chờ đó quá nhiều. Mà trong khi chờ vậy không, nếu mà không có cái hoạt động nào khác đó thì người ta sẽ cảm thấy là chán nản. Chờ mà không có cái hoạt động. Chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái chờ ở đây quá nhiều. Thì như vậy trong cái quy trình đó chúng ta có thể rút ngắn được cái việc mà chờ ở đây. Có thể là kết hợp giữa cái khi mà đi vào trong này đó thì người ta sẽ kiểm tra về cái vé, kiểm tra vé, hoặc là người ta kiểm tra về cái hộ chiếu trước để có đúng người đi vào đúng cái đúng người đi đúng cái giờ, đúng cái chuyến bay. Tiếp tục thì người ta sẽ qua cái X quang ở đây để kiểm tra hành lý. Và cái kiểm tra hành lý ở đây cũng như là để ngăn ngừa về cái vấn đề là cái an ninh, cho bảo vệ về cái an ninh ở đây nữa. Thì khi qua X quang rồi đó thì người ta mới là đến cái phòng đăng ký vé và người ta giao hành lý để chuyển ra cái máy bay đi theo cái hướng này. Hành lý thì người ta sẽ giao ở đây. Do đó là đây là X quang. Và bên này là vé và gửi cái hành lý thì người ta sẽ gửi đây để chuyển ra cái máy bay. Tiếp tục thì người ta sẽ đi, khi mà đã hoàn thành các cái thủ tục rồi đó thì người ta sẽ đi qua phía bên này, và phía bên này là cái phòng chờ. Và chúng ta biết là cái phòng chờ đó thì người ta phải chờ là 1 giờ, do đó ở đây người ta có thể là bố trí là mua sắm, khu vực là mua sắm, ăn uống, phòng chờ, ghế chờ, và người ta có thể là xem tivi, xem phim, xem tivi. Trên cái khoảng này, xong chừng ở đây đó là người ta có là 1 giờ. Tiếp tục thì người ta mới ra xe để đi ra máy bay. Và như vậy đó thì ở đây đó chúng ta có là tận dụng được
cái thời gian, trong cái thời gian 1 giờ họ chờ ở đây đó, thì họ có thể là mua sắm, ăn uống, thì họ chi tiền, chi tiêu ở đây, chi tiêu ở đây. Hơn là chúng ta thấy là ở đây bố trí trong chờ không mà không có một cái hoạt động gì khác. Thì ở đây có những cái khai thác hết cái mặt bằng này để cho cái hoạt động về dịch vụ. Ở đây đó thì người ta còn có thể là từ cái mảng này đó, người ta có thể là làm bằng kiến, làm bằng kiến, và cho cái người hành khách đó, người ta có thể thấy được những cái máy bay ở đây, những cái máy bay ở đây. Thì đó là một cái cách mà để mà người ta quảng bá về du lịch, quảng bá về cái hãng hàng không. Còn nếu không, họ có thể khai thác ở phía trên của cái tầng trên á, để cho cái nhà hàng ăn uống cũng được, hoặc là chờ, phòng chờ cũng được. Thì người ta vừa tiết kiệm được cái mặt bằng, người ta vừa khai thác hết cái diện tích mặt bằng cho cái quảng bá về du lịch, cho cái ăn uống, cho cái mua sắm, cho cái những cái nhu cầu của cái người hành khách trong cái thời gian chờ. Còn ở đây đó thì người trước khi vào thì cái không gian này đó thì chúng ta để là cái không gian hở, tức là trống ở đây, để có thể là thấy được cảnh ở bên ngoài, cảnh quan bên ngoài, thấy được cái về cây xanh. Và đây, ở đây là để những cái kiosk cho cái việc là mua những cái, mua sắm những cái đặc sản, hoặc là quà cho thân nhân trước khi mà họ đi vào sân bay. Thì đó là một số các cái ý kiến để mà người ta có thể cải tiến về cái mặt bằng mà khai thác được hết cái diện tích mặt bằng đó cho cái dịch vụ, mà cũng thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng trong cái thời gian mà họ chờ. Tiếp tục qua cái bài tiếp theo thì chúng ta có là cái hoạt động, cái quy trình tác nghiệp, hoặc là cái quy trình tác mạch ở đây đó, quy trình tác nghiệp, để mà cái người hành khách hàng người ta có được một cái vé để đi nghỉ mát, đi du lịch, đi nghỉ mát. Thì như vậy chúng ta sẽ quan sát về cái hành vi của cái khách hàng từ khi họ bước vào trong cái cửa hàng cho tới khi họ đi ra khỏi cái cửa hàng. Thì chúng ta mới thấy là gì? Đánh dấu cho cái vòng tròn là cho cái hoạt động, mũi tên cho cái vấn đề là di chuyển, chữ D là thời gian họ chờ, cái hoạt động chờ, hình vuông là cho cái hoạt động kiểm tra, và tam giác là cho cái hoạt động lưu trữ. Thì khi mà họ bắt đầu vào nè, họ hỏi về các cái nơi nghỉ hè nè, tiếp theo là nhân viên tìm kiếm hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty nè, chữ D là chờ, khảo sát các tour sẵn có, giá cả chọn lựa, vòng tròn, điền các mẫu đặt chỗ và trả tiền, vòng tròn, kiểm tra tất cả các chi tiết, hình vuông, chờ ký thuận nhận, chữ D, lấy biên lai, vòng tròn, rời cửa hàng, vòng tròn, tiếp tục ở trên này, đây nè. Thì như vậy chúng ta cộng lại hết coi là có bao nhiêu các hoạt động tác nghiệp để được có cái vé, nhận được cái vé. Thì người ta phải thực hiện bao nhiêu hoạt động tác nghiệp. Chỗ vòng tròn này chúng ta tính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Di chuyển bao nhiêu lần? 1, 2, 3, 4. 4. Chờ 1, 2, 3, 4. Kiểm tra 1 lần. Thì ở đây chúng ta chỉ mới đánh dấu trên cái quy trình tác nghiệp thôi, mà chúng ta còn phải đánh dấu về gì nữa? Thời gian, chúng ta quan sát thời gian. Mà không chỉ là cho một người, ở đây mới cho một người thôi, còn thực tế ra đó thì người ta phải quan sát rất nhiều, nhiều người. Tôi lấy ví dụ như là trong siêu thị chẳng hạn, thì các anh chị thấy là lâu lâu có cái người đứng ở ngay góc đó, họ bấm máy để họ đếm và họ quan sát về cái hành vi của khách hàng. Hay là bây giờ người ta sẽ quan sát trên cái camera về một cái người nào đó và cái hành vi mua sắm của họ, và họ nghiên cứu trên nhiều người như vậy để mà họ rút ngắn về cái quy trình, cũng như là thực hiện vấn đề là bố trí mặt bằng làm sao cho thuận lợi.
Thì bây giờ làm sao mà chúng ta có thể giảm bớt được những cái quy trình tác nghiệp này? Giảm bớt được. À, chúng ta suy nghĩ xem là làm sao chúng ta giảm bớt được những cái hoạt động này. Các nhóm chúng ta có ý kiến gì không? Làm sao chúng ta giảm bớt những cái hoạt động này? Song song với lại cái quy trình tác nghiệp đó đó thì họ còn vẽ lên được cái gọi là cái đường đi của người này, quan sát cái lộ trình cái đường đi của người này, của cái người hành khách này. Thì như vậy chúng ta thấy là cái người này đi vào đây. Cái người khách hàng này người ta đi vào đây. Xong người ta mới hỏi những cái tập sách còn thiếu. Rồi họ mới đi đến đây để tìm những cái tư liệu và giới thiệu tìm những cái tư liệu. Xong rồi người ta mới là đi qua bên này làm một số các cái hoạt động. Rồi chờ phía bên này để mà ký nhận về cái việc đăng ký của họ, sau đó thì họ mới là đi ra về, đi ra về. Như vậy chúng ta sẽ thấy được điều gì? Chúng ta sẽ thấy được điều gì? Tức là cái người này phải làm tới chín cái động tác, chín cái động tác tất cả, đi tới đi lui, làm chín cái động tác thì họ mới được có một cái vé để mà họ đi đi về và chờ cái tới cái ngày để họ đi đi nghỉ mát, đi đi du lịch. Và trong cái hoạt động này chúng ta thấy là cái quãng đường đi của người này rất là dài. Nếu mà chúng ta có đây là cái bố trí mặt bằng cho cái cửa hàng đó, hoặc là cho một cái văn phòng để đăng ký du lịch. Trên cái diện tích mặt bằng này khá dài như vậy thì cái quãng đường đi của cái người khách hàng này đó, chúng ta thấy là cái khoảng đường đi họ dài và là họ làm việc tập trung rất nhiều vào cái người người số 3 này. Cái hoạt động đó, làm việc rất nhiều tập trung vào cái người số 3. Cái người số 1 này đó là chỉ là tập trung vào trong cái vấn đề gọi là hỏi về các cái tour du lịch. Còn cái người số 3 này là phải làm thủ tục giấy tờ, chờ kiểm tra rồi mới đi ra. Ngoài ra thì chúng ta còn có là gì, những cái khoản này nó trống, những cái khoản này trống. Hoặc là khi mà người ta chờ đó thì nó có cái khoản là cái khu vực này để họ ngồi chờ. Khu vực này họ ngồi chờ. Khu vực này để bố trí những cái ghế chờ. Chúng ta thấy là những cái điểm nào mà bất hợp lý? Những cái điểm nào bất hợp lý? Cái quãng đường đi họ dài là một, và họ đi hầu như là xuyên suốt cái chiều dài của cái họ đi xuyên suốt cái chiều dài của cái văn phòng này. Điều đó thì nó không có, khi mà người ta khó có thể là giám sát được. Và ở trong một cái văn phòng này hầu như nó là cái văn phòng mở, không có cái gọi là phân biệt giữa cái nào là tiền sảnh và cái nào là hậu đường, cái nào phía trước để mà người ta giao dịch với khách hàng và phía nào là phía sau. Khách hàng không có tiếp cận được, không có thấy được, nhưng mà người ta vẫn đã nhận được từ cái dịch vụ đó. Nào. Thì tôi đề nghị là có hai cái hướng cải tiến. Tôi đề nghị là chúng ta có là hai cái hướng cải tiến như sau. Cũng một cái mặt bằng như thế này. Cũng mặt bằng như thế này, nhưng mà chúng ta giới hạn được cái đường đi của cái người. Và mục tiêu làm gì? Mục tiêu để mà chúng ta có cái thời gian mà xử lý một cái đơn hàng như vậy đó nhanh chóng.
xử lý một cái đơn hàng nhanh chóng, giảm đi cái thời gian chờ, cái thời gian giảm đi cái thời gian chờ, cái thời gian chết nhiều hoặc là cái thời gian chờ đợi nhiều. Nè, thì như vậy tôi có cái như vậy thì chúng ta đề nghị gì? Tôi sẽ làm một cái bàn ngăn lại ở đây, là một cái bàn ngăn lại ở đây, và cái là một cái dải ngăn lại ở đây, và chúng ta sẽ có là cũng bao nhiêu nhân viên đó thôi. Người số 2, người số 3 rồi đây, và một người thì nhân viên nữa thì người ta sẽ ngồi ở đây. Thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ ngăn ra như vậy. Thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy là cái người mà hành khách, cái người khách hàng đó, người ta sẽ đi vào trong này. Người khách hàng người ta sẽ đi vào đây và gặp ngay cái người số 1 này để hỏi những cái tour du lịch, giải đáp những cái thắc mắc, tư vấn. Nếu người ta đồng ý thì người ta sẽ tiếp tục cái hoạt động khác, còn nếu không thì họ đi ra. Chứ còn nếu không, chúng ta không có để cho họ lưu lại quá lâu ở trong một cái văn phòng, làm mất thời giờ mà không đạt được cái hiệu quả gì, thì lúc đó là thứ nhất là họ vào hỏi ở đây. Nếu mà họ có thiện chí thì họ sẽ tiếp tục nghiên cứu trên những cái tập sách còn đây, và họ có những cái ghế chờ ở đây, có những cái ghế chờ để họ vừa đi tham khảo những cái tour du lịch, tham khảo về giá cả, tham khảo về cái ngày giờ họ thích thích ứng. Nếu họ thấy đồng ý tiếp tục thì họ sẽ đến cái đăng ký ở cái người số 2 và họ làm thủ tục giấy tờ, cái thủ tục giấy tờ cho cái người quản lý ở đây, người quản lý chung ngồi đây. Và nếu đồng ý rồi thì tiếp tục họ sẽ qua cái người số 3 để làm thu ngân. Thu ngân, cái hồ sơ sẽ chuyển qua đây và tiếp tục họ sẽ qua phía bên này để đóng tiền và nhận cái phiếu rồi họ đi về. Mặt khác thì người ta sẽ như vậy, họ hạn chế lại là cái quãng đường đi của họ, đi được có phần nửa đường thôi chứ còn không đi suốt cái chiều dài của cái mặt bằng ở đây. Mặt khác thì chúng ta giảm, có thể giảm được cái số người đến trực tiếp làm việc ở ở tại cái văn phòng đó bằng cách là chúng ta có là quảng cáo trên cái trang web nè. Thì họ có thể đăng ký ở trên trang web hoặc là họ tham khảo về các cái tour du lịch ở trên trang web trước, và khi mà đến nơi thì họ có thể là gọi điện thoại để họ đặt vé và có cái nhân viên để mà nhân viên giao vé tận nơi, thu tiền và giao vé tận nơi. Thì chúng ta giảm được rất nhiều từ cái những cái người, những cái hoạt động mà từ những cái người người ta đến thẳng trực tiếp và tới cái văn phòng người ta hỏi rồi mới đặt cái tour du lịch, mà người ta có thể là đặt cái tour du lịch trên cái trang web. Khi mà họ ở nhà họ thấy thuận tiện, họ đã tham khảo trên cái trang web rồi thì họ đặt theo cái điện thoại hoặc là đặt trên cái trang vé web và nhân viên sẽ giao hàng cho tới, giao cái vé tới tận nơi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là người ta ứng dụng nhiều trong các cái công ty về du lịch, cũng như là những cái công ty mà người ta đặt vé máy bay, vé tàu, thì bây giờ người ta sẽ giao vé tận nơi cho cái khách hàng ở nhà của họ hoặc là ở công ty,
theo cái điều kiện của theo cái điều kiện của người khách hàng. Do đó chúng ta giảm được cái phần mà phải là phục vụ. Ở đây chúng ta mới quan sát trên một cái người khách hàng thôi, còn nếu mà có nhiều khách hàng mà chúng ta cũng mất bao nhiêu thời gian đó thì nó sẽ trở nên thành lãng phí. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng đó là khi mà xem xét về vấn đề là khoảng cách đối với lại khách hàng, ngoài ra thì chúng ta còn thấy là cái khoảng cách đối với lại khách hàng, khoảng cách với khách hàng đó thì chúng ta thấy là nếu mà gần quá thì cái vấn đề là an ninh an toàn không tốt, còn nếu mà xa quá thì nhiều khi là khách hàng thấy cảm thấy là xa cách. Do đó là chúng ta thấy là cái khoảng cách mà tiếp xúc với khách hàng ở đây đó là phải là một cái khoảng cách của một cái bàn khoảng là gần hơn bao nhiêu, một cái tầm tay, ngoài cái tầm tay này có thể là hơn là bảy bảy tấc, bảy tấc, có cái một cái khoảng cách đối với lại khách hàng. Nhất là cái chỗ mà thu ngân cũng vậy, nó cũng phải có một cái khoảng cách đối với lại cái khách hàng. Thì thông thường cái chỗ thu ngân á thì người ta lại còn có làm một cái tấm kiến, làm một cái tấm kiến riêng để mà khách hàng không thấy là xa cách quá, nhưng mà vẫn phải giữ được cái khoảng cách an toàn đối cho cái người người thu ngân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài ở đây từ câu 1 cho tới câu 7. Là khách hàng của cái ngân hàng phát triển nông nghiệp, bạn đánh giá về chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Các phát biểu sau đây thể hiện đặc tính nào? Thì tất cả nó nằm ở trong cái đặc tính của SQL, Service Quality á, thì chúng ta có là 5 cái đặc tính ở trong đó. Khi khách hàng gặp khó khăn, ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, chứng tỏ mối quan tâm thực sự muốn giải quyết khó khăn đó. Thì chúng ta có là tính đáng tin. Tính đáng tin, câu A, tính đáng tin. Đúng rồi. Câu A ở đây là tính đáng tin. Câu số 2, ngân hàng thực hiện đúng theo hợp đồng họ cam kết. Thì cũng là tính đáng tin. Chúng ta dựa vào những cái đặc tính của bảng SQL, Service Quality. Câu số 3, ngân hàng có giờ làm việc thuận tiện cho khách hàng. Thì nó là thuộc về tính đồng cảm. Tính đồng cảm, người ta mở những cái giờ giấc để thuận tiện cho khách hàng đến. Câu thứ 4, ngân hàng có bộ phận tư vấn hỗ trợ cho khách hàng. Thì câu B là tính nhậm nhạy, hay là mức độ phản hồi. Câu thứ 5, khách hàng cảm thấy yên tâm khi giao dịch. Thì thuộc về tính vững tâm. Tính vững tâm, tính vững tâm và tính nhậm nhạy thì nó thuộc về là đối với lại cái nhân viên, đối với nhân viên. Còn tính đáng tin á là của công ty. Số 6, không sai sót làm đúng ngay từ đầu. Là câu A, tính đáng tin, tức là đối với lại doanh nghiệp người ta có những cái quy trình cụ thể, người ta có những cái kính chính sách cụ thể, thì nó thuộc về là tính đáng tin ở đây. Câu số 7, ngân hàng có nhiều địa điểm để dễ tiếp cận, thì tính phản hồi, tính nhậm nhạy. Câu B. Câu số 8, hai cơ sở kinh doanh tương thích với nhau có địa điểm gần nhau sẽ ảnh hưởng đến gia tăng doanh số của nhau, tương ứng với số 8 là câu 8 là câu B, tổng tỷ lệ mua sắm có dụng đích. Tức là chúng ta nhớ là một cái điểm POS á, một cái điểm bán hàng thì nó có một cái khu vực chung quanh nó, cái vùng bao phủ chung quanh đó. Mà hai cái điểm POS đặt gần nhau á, có hai cái vòng tròn gần nhau á, thì như vậy đó là cái số mật độ dân số ở đó nó cũng có bao nhiêu đó thôi. Thì người ta không qua cửa hàng này thì họ qua cái cửa hàng kia thôi.
thì tổng kê những tỷ lệ mua sắm có dụng đích. Câu số 9, những yếu tố nào ảnh hưởng đến tầm quan trọng của dịch vụ? Thì chúng ta có là lượng thời gian thư giãn, sự phân phối của cải, lượng dân số ăn theo, số hộ gia đình mà cả vợ vẫn lẫn chồng về đầm việc. Thì câu này là câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Số 9 thì chúng ta có là 9D, tất cả các câu trên đều đúng. Số 10, trong quyết định địa điểm bán lẻ, một yếu tố đầu vào quan trọng là? Câu B, vùng bao phủ của khu vực buôn bán, tức là cái bán kính mà họ thực hiện cái dịch vụ nó là bao nhiêu. Cái vùng bao phủ, cái bán kính, cái bán kính mà họ thực hiện đó nó là bao nhiêu. Thì trong cái khu vực đó họ phải nghiên cứu là dân số, mật độ dân số, rồi thành phần trong cái thành phần của các cái hộ gia đình trong đó, và cái tính được cái khả năng mà họ chi trả cho cái cho những cái hàng hóa hoặc là dịch vụ mà cái cửa hàng này cung cấp. Câu 11, khi lựa chọn thiết kế dịch vụ, người ta xem xét đến tính khả thi của nó bao gồm: A là chi phí, B là công nghệ, C là cung ứng tiếp vận vật chất, và D là tất cả các câu trên đều đúng. Thì câu đúng là câu D. Ngoài vấn đề chi phí, người ta sẽ xem xét về vấn đề là công nghệ, và xem xét các cái nguồn cung ứng hoặc là vận chuyển, cơ sở vật chất của nó. Tất cả những cái điểm này cần phải quan tâm. Câu số 12, quy trình của dịch vụ chuyên nghiệp được thể hiện rõ ở: A là sử dụng nhân sự, giao tiếp là thành phần cốt lõi của việc tạo giao dịch vụ. B là nhân viên giao tiếp với hệ thống dịch vụ ở mức độ vừa phải. C là quy trình dịch vụ có thể điều chỉnh để thích hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Thì câu đúng là câu D, cả A và C. Tức là trong dịch vụ thì sử dụng cái nhân viên giao tiếp rất nhiều, và cái quy trình của nó thì có thể điều chỉnh để thích hợp với từng cái nhu cầu của khách hàng. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta thấy là trong cái dịch vụ du lịch đi, thì chúng ta có thể chia là dịch vụ du lịch dã ngoại nè, để cho sinh viên nè, giới trẻ nè, cho cái người du lịch, cho cái người ăn dưỡng nè, là cho cái người già chẳng hạn. Thì chia ra những cái hoạt động, những cái đối tượng khác nhau, những cái quy trình khác nhau để họ thực hiện. 13. Theo Simkey, yếu tố cạnh tranh có thể giúp dự đoán doanh số của cửa hàng là: A là số lượng đối thủ, B số nhân viên bán hàng của đối thủ, C mặt bằng kinh doanh của đối thủ, D tất cả đều đúng. Thì trong cái phần này đó là yếu tố cạnh tranh, đánh giá về yếu tố cạnh tranh chúng ta có trong cái bài về đánh giá hiệu quả đó. Thì trong cái yếu tố cạnh tranh thì như vậy chúng ta có là câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Câu 13. Câu 14, mục đích chính của thiết kế và cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ là: A là đáp ứng các kỳ vọng luôn thay đổi của khách hàng, B là xác định địa điểm cung cấp dịch vụ tối ưu, C là duy trì và phát triển lợi thế so với đối thủ, và D là A và C đều đúng. Thì chúng ta có là câu D, A và C đều đúng. Câu 15, trong quy trình thiết kế và cải tiến dịch vụ, điều thiết yếu cần thực hiện là: A là đo lường thành quả, lập tiêu chí cạnh tranh, B là đầu tư vào thiết bị và cơ sở hạ tầng, C là đầu tư vào con người, và D là phương cách tổ chức công việc ở mức vĩ mô và vi mô. Thì chúng ta có ở đây đó là khi mà thiết kế, cải tiến thì chúng ta phải biết là gì? Song song với đó là những cái đưa ra những cái tiêu chí mà nó có thể là đo lường được. Có những cái tiêu chí cạnh tranh và nó có thể đo lường được. Cái câu 15.
15 là chúng ta có là câu A hả các anh chị ha, sửa lại, 15 là câu A, đo lường thành quả và lập tiêu chí cạnh tranh. 15 là câu A, đo lường thành quả và lập tiêu chí cạnh tranh. Mười sáu, phương cách có hệ thống và cấu trúc nhằm cải tiến phương pháp làm việc với quy trình bao gồm 6 bước, câu C. Nó nằm ở trong cái cải tiến quy trình đó. Câu C, 6 bước. Mười sáu C, 6 bước. Mười sáu là câu C, nó gồm là 6 bước. Câu 17, điểm nổi bật của phương cách bài trí theo nhóm là A là khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, B là thường được thỏa đáng hơn với đối với nhân viên, C là trọng tâm về phía khách hàng và D là cả A và C đều đúng. Thì câu đúng ở đây đó là câu D. Này nó đâu bị nhảy. Câu đúng là 17D, cả A và C đều đúng, là chúng ta có là phải nhắm vào khách hàng là một và trọng tâm vào khách hàng là cái hướng mà người ta đề cập nhiều nhất trong cái dịch vụ. Câu số 18, khía cạnh chính yếu của chất lượng dịch vụ Sakwan mà Parasuraman, Berry và Setam đề nghị không có tính bao quát cho tất cả các loại dịch vụ, thì chúng ta có là gì? 5 cái khía cạnh. Câu 18 câu B. 18 câu B, 5 khía cạnh. 18 là câu B, có 5 cái khía cạnh chính yếu. Là 5 cái khía cạnh chính yếu đó là gì? Hay là 5 cái tầm hướng đó? Thì chúng ta có là đặc tính về cụ thể về cơ sở vật chất, tính đáng tin, tính nhậm nhạy, tính vững tâm và tính đồng cảm. 5 cái đặc tính đó trong cái dịch vụ. Câu 19, chỉ số đo lường thành quả của dịch vụ. 19, chỉ số đo lường thành quả của dịch vụ. Thì A, SWOT là để người ta tính về cái chiến lược. PES là trong cái điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ. C là Ishikawa là cho cái biểu đồ về nhân quả. Thì câu D là câu đúng. Rose. 19 chúng ta có là câu D. 19 chúng ta có là câu D. Bởi vì sao? Ở đây đó là Rose tức là gì? Returns on capital employed. Tức là tính trên cái tỷ số về lợi nhuận mà trên doanh thu, tỷ số lợi nhuận trên vốn đầu tư bỏ ra. Chữ D là ROS, tức là tỷ số lợi nhuận trên vốn đầu tư bỏ ra. Dù là dịch vụ công hay là dịch vụ tư, người ta đều tính trên cái tỷ số lợi nhuận này cả. Có thể là đối với lại dịch vụ công thì người ta coi về cái vấn đề lợi ích của đem lại cho cộng đồng, nhưng mà người ta cũng phải tính ra là bằng tiền. Tính ra bằng tiền hoặc đem lại lợi ích gì cho cộng đồng, hoặc là cái số người được học tập và thời gian rút ngắn, thí dụ như xây cầu thì tính lên trên cái là thời gian rút ngắn được trong cái vấn đề vận chuyển. Câu 20 đến 22 thì chúng ta có là bài toán người du mại. 20 đến 22 thì chúng ta có bài toán người du mại 20C. Đúng rồi. Quay trở lại đây, 20C là đúng. Chúng ta có là cùng nhau làm. Từ văn phòng công ty, người ta sẽ đến cái nơi nào là có cái thời gian là ngắn?
có thời gian là ngắn hoặc là khoảng cách ngắn. Là trúc à, từ văn phòng công ty thì họ sẽ đi đến là trúc 15. Rồi từ trúc, từ văn phòng công ty họ sẽ đến trúc trước nè, là 15. Là 15. Xong rồi từ trúc, từ trúc thì họ đi xem tiếp tới cúc. À, tới cúc 16. Rồi cúc thì đi tiếp tới cúc thì họ sẽ đi tiếp tới Lan là 8. Từ Lan thì tới cúc là 8, nhưng mà họ không không chọn, bởi vì là họ đã vừa mới đi qua rồi, thành ra là 21 thì họ cũng, đối với trúc thì họ cũng vừa mới đi qua, do đó chúng ta có là chọn là mộc là 42. Tiếp tục từ mộc thì chúng ta sẽ có, đây là 25 là trúc nhưng mà chúng ta không chọn, 33 là cúc cũng không chọn vì vừa đi qua, lan là 42 cũng không chọn vừa đi qua rồi, thì chúng ta chọn đây là mai là 48. Thì xong rồi sau đó thì từ mai thì chúng ta sẽ quay trở về văn phòng công ty. Thì như vậy cái câu mà đúng của chúng ta đó sẽ là câu A, văn phòng công ty rồi tới trúc, cúc, lan, mộc, mai trở về văn phòng công ty. Thì tổng khoảng cách nó là 183 cây số. Cộng hết những cái điểm này lại chúng ta có 183 cây số. 21 là câu A là đúng. 22 là câu C, 183. Ba, nhằm đo lường chất lượng của dịch vụ, công cụ nào sau đây được sử dụng ngoại trừ? Ngoại trừ thì chúng ta có là biểu đồ Ishikawa, bởi vì biểu đồ Ishikawa là chỉ đưa lên là trong cái biểu đồ Ishikawa đó là cho chúng ta biết được về cái biểu đồ Ishikawa cho chúng ta biết về nhân quả thôi, chứ còn không có cho chúng ta biết về cái chất lượng dịch vụ, mà chất lượng dịch vụ là sợ quan, sợ perfect, kỹ thuật vụ việc sâu sắc. 23 thì chúng ta có câu D là biểu đồ Ishikawa, nó không phải là công cụ trong cái đo lường cái chất lượng dịch vụ. Câu 24, những yếu tố nào ảnh hưởng đến thành quả? A là ơi Lâm Đồng rồi. Những yếu tố 24, những yếu tố nào ảnh hưởng đến thành quả? A là hệ thống khen thưởng, B là thiết kế công việc, yểm trợ công việc, C là thiết kế quy trình. Câu 24 này là câu khuyến mãi ha, chúng ta chọn là câu D, tất cả các câu trên đều đúng. 24D, tất cả các câu trên đều đúng. Câu 25, biểu đồ Ishikawa hay là xương cá đề cập đến là có bao nhiêu nguyên nhân tác động? Thì chúng ta có là C, 25. 25 thì chúng ta có là cái câu câu C, tức là 6 cái nguyên nhân tác động. Con người, máy móc, thiết bị, về quy trình, chương trình, thông tin. 6 cái yếu tố đó, chúng ta coi lại. 26, yếu tố nhân trắc. Yếu tố nhân trắc là chọn câu A. 26A là yếu tố liên quan đến đặc tính cơ thể của con người như chiều cao, tầm mắt, tầm tay, để mà người ta xem xét về cái kích thước cơ thể của con người, và người ta bố trí quầy kệ, trang thiết bị phục vụ theo cái yêu cầu của cái theo cái kích thước này, để người ta ngồi cái ghế hoặc là người ta đến mua sắm mà nó thuận tiện. Còn B á, thì nó là đi theo cái phản ứng theo tình huống hay bản năng, là cái tính phản xạ.
Thì câu 26 câu đúng là câu A. 27. Cơ sở vật chất để trống và nhân viên nhàn rỗi không lo đến khách hàng sẽ làm cho khách hàng cảm thấy là tăng cái tính bực dọc lên. 27C. À, 27C. Chính vì vậy mà luôn luôn trong cái dịch vụ á, họ phải có cái phần ở trước á, là cái tiền sảnh và phía sau á, là hậu đường. À, nếu mà người ta cảm thấy là mệt mỏi, người ta cảm thấy là cần nghỉ ngơi, thì lúc đó họ đi ra hậu đường họ làm, phải không? Hoặc là nói chuyện thì họ ra hậu đường. Chứ còn phía tiền sảnh thì là phải có cái tính sẵn sàng phục vụ cho cái khách hàng. Câu 28. Biểu đồ quy trình tác nghiệp cung cấp một công cụ hữu ích để ghi nhận lại một cách hệ thống .. cho việc phân tích sau đó. Thì câu đúng là câu B, tức là chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta nhớ lại cái quy trình mà tác nghiệp á, cái người khách hàng đi vào để mà đặt vé đi du lịch á, chẳng hạn. Thì bước thứ nhất họ vào, họ gặp nhân viên, họ hỏi những cái tài liệu, rồi họ đăng ký, trả tiền, rồi mới là được cái vé đi ra chẳng hạn. Thì cái đó là chuyện gì đang xảy ra, từng bước một. 29. Khi đo lường thành quả ở lòng trung thành của khách hàng trong dịch vụ mang tính cách chuyên nghiệp, chúng ta cần đặc biệt quan tâm tới. Thì câu 29 này đó là câu C. Tỷ lệ phần trăm khách hàng trở lại thị phần so với đối thủ chính. Có bao nhiêu người ta quay trở lại, hoặc là người ta đến gặp cái công ty chúng ta về cái dịch vụ một lần rồi không bao giờ người ta quay lại nữa. Thì nó là không có lòng trung thành. Đúng không? Thì phải có là cái sự lặp đi lặp lại. 30 đến 35 thì chúng ta có là cái bài toán vận tải. 30 đến 35 thì chúng ta có bài toán vận tải. Và cái câu trả lời là câu C, 30C. Đúng rồi, bài toán vận tải. Còn giải bài toán này đó, thì chúng ta phải... đầu tiên chúng ta cộng lại hết cái công suất và nó phải bằng với lại tổng nhu cầu. Tổng công suất bằng với tổng nhu cầu. Sau đó thì chúng ta mới coi cái chi phí vận chuyển nào là bé nhất. Thì chúng ta mới phân bổ vào. Mà trong đó thì cân đối giữa cái, chúng ta cân đối giữa cái công suất và cái nhu cầu ở đây. Thì chúng ta có 6 ở đây là bé nhất nè. Chi phí 6 đây là bé nhất thì ưu tiên chúng ta phân bổ vào đây. Phân bổ vào bao nhiêu thì chúng ta có là cân đối giữa nhu cầu và cái công suất này. Thì như vậy chúng ta sẽ bỏ vào đây là 150. Và cái đây đã phân bổ 150 rồi thì hai cái ô còn lại thì chúng ta sẽ ghi là không, bởi vì chúng ta phân bổ đủ cho cái đại lý thứ ba rồi. Thành ra là hai cái ô còn lại chúng ta sẽ ghi là không. Gạch ở đây. Để mà chúng ta nhớ là gạch vô đây để mà chúng ta nhớ chúng ta không phân bổ vào trong đó nữa. Không có phân bổ nữa. Tiếp tục 6 rồi chúng ta lên tới 7. 7 ở đây đó, thì chúng ta sẽ bỏ vào đây là 150 nè. Và khi đủ 150 rồi thì là hai cái ô ở trên này chúng ta cũng sẽ ghi là không, để chúng ta nhớ không phân bổ vào nữa. 7 rồi chúng ta qua tới 8. 8 ở đây đó thì bên này cái công suất của nó là 200. Mà chúng ta đã phân bổ 150 bên 7 rồi. Thì như vậy chỗ 8 này chúng ta chỉ phân bổ là 50 thôi. Chỗ 8 chúng ta phân bổ 50 thôi. Mà nhu cầu của nó tới 170 lần. Do đó là chúng ta sẽ lên tới cái chi phí 10. 10 ở đây đó thì chúng ta có cái công suất ở đây là 200. Mà chỗ 6 này chúng ta đã phân bổ 150 rồi. Thì như vậy chỗ 10 này chúng ta chỉ phân bổ được 50 thôi. Tới 9 ở đây. 9 ở đây thì chúng ta có nhu cầu là 130. Như vậy chúng ta bỏ hết vào đây 130. Và 14 ở đây thì chúng ta chỉ còn lại là 70 thôi. Tức là phải cân đối giữa cái nhu cầu và công suất. Ưu tiên cho những cái nhu cầu và cái nơi nào mà có cái chi phí vận chuyển thấp á, thì chúng ta phân bổ vào đó.
31, sản lượng vận chuyển từ nhà máy miền Bắc sang đại lý 1. Nhà máy miền Bắc sang đại lý 1 thì nó thuộc về cái ô này nè. Thì như vậy chúng ta có là 130. 130 thì 31 câu C. Ba mươi hai, sản lượng vận chuyển từ nhà máy miền Bắc sang đại lý 2. Miền Bắc sang đại lý 2 là 70. 70 câu B. 32 chúng ta có là câu B, 32B. Câu 33, sản lượng vận chuyển từ nhà máy miền Nam sang đại lý 4. Miền Nam sang đại lý 4 là 150. À. Câu D. Ba mươi ba D, 34. 34 là số lượng vận chuyển từ nhà máy miền Trung sang đại lý 3. Miền Trung sang đại lý 3 là 150. Miền Trung sang đại lý 3. Câu D. 34 D tiếp. 35, tổng chi phí vận chuyển bé nhất là bao nhiêu? Thì chúng ta điền vào trong cái bảng trả lời ở đây nè. Thì chúng ta lấy cái sản lượng đó nhân với lại từng cái sản lượng này là chúng ta nhân với lại cái chi phí vận chuyển. À, thì chúng ta tính ra được là cái tổng chi phí. 36, 36 ở đây trả lời nó là bài toán này là lựa chọn địa điểm theo cái tổng kho theo tọa độ hai chiều. 36 câu B. 36 câu B. Lựa chọn địa điểm theo cái tọa độ hai chiều. Tổng lượng hàng vận chuyển của 6 đại lý trên là, thì chúng ta cộng lại cái lượng vận chuyển đây, bên này là 700. 700 mà 850. 1.500. À, tôi nghe. 35. Tổng chi phí vận chuyển bé nhất sẽ là, thì anh lấy cái sản lượng đó, anh lấy cái sản lượng đã phân bổ ở đây nè, anh nhân với lại cái chi phí này. Rồi anh lấy cái sản lượng đã phân bổ ở đây nè, anh nhân với cái chi phí, tức là 130 nhân với 9 cộng với 70 nhân 14 cộng với 50 nhân 10 cộng với 50 nhân 8 cộng 150 nhân 6 cộng với lại 150 nhân 7. Anh tính cộng lại hết nó là bao nhiêu á, thì anh ghi vào trong cái ô 35 này. À, anh lấy cái sản lượng mà phân bổ được đó, anh nhân với cái chi phí. À, và tính tổng lại thì anh ghi vào trong cái ô 35 này. Rồi, tiếp 37, tổng lượng hàng vận chuyển của 6 đại lý trên là, thì chúng ta cộng lại hết cái lượng vận chuyển ở đây, bên này đó thì được là 700, 800. 800, bên này 700 là 1.500. Thì chúng ta sẽ có là câu B, 37 là câu B. 37 chúng ta có câu B là 1.500. Tọa độ X của kho phân phối. Tọa độ X của kho phân phối được tính toán là, thì các anh chị lấy cái tọa độ X nè, nhân với lại cái lượng vận chuyển này. Tổng của tất cả những cái tọa độ X này nhân lượng vận chuyển, tức là 58 nhân 150, 60 nhân 400, 25 nhân 250, vân vân. Chia cho 1.500 là tổng cái lượng vận chuyển. Thì chúng ta ra được là 53,6. Và câu 38 là câu A đó, là được là 53,6. Câu 39 á, thì chúng ta sẽ lấy cái tọa độ Y của từng cái địa điểm á, chúng ta nhân với lại cái sản lượng này, sản lượng của cái từng địa điểm đó, và tính tổng lại hết, và chúng ta chia cho 1.500 là tổng cái lượng hàng mà nó vận chuyển. Thì chúng ta ra được là 45.
Câu 39 là câu A, được là 45. Câu 40, tọa độ kho hiện nay có phù hợp với việc phân phối hay không? Có nghĩa là nếu mà sai số nhỏ hơn 10 km thì không cần thay đổi. Thì tổng kho hiện nay nó có tọa độ là 55-45. 55-45 thì chúng ta lấy cái, còn cái bên này đó là tính ra được là 53 53,6 và 45. Thì như vậy nó cái trên cái trục tung á nó không có thay đổi. Trên cái trục trục tung á, y á thì nó không thay đổi, nó vẫn giữ vị trí đó, nhưng mà nó xê dịch đi theo cái chiều ngang là theo x. Xê dịch theo cái chiều ngang là x và đi ngược lại, đó là 55 mà trừ cho 55, 55 á mà trừ cho 53,6. Hai phẩy bốn, một phẩy bốn là 1,4 thì nó nhỏ hơn 10 km, do đó là cái sai sai số giữa cái tọa độ mà chúng ta tính ra đó với lại cái tọa độ mà tổng kho hiện nay đó thì không có gì, không nhỏ hơn 10 km, thì nó là không có cần phải thay đổi cái địa điểm của tổng kho, không có cần thay đổi địa điểm tổng kho. Trong thực tế đó thì người ta ứng dụng cái bài toán này, người ta tính địa điểm của tổng kho đó, nhưng mà nó không cần phải chính xác như là tính tọa độ pháo đâu, mà người ta còn có cái dung sai. Ví dụ như là các anh chị thấy là tính cái tọa độ của cái tổng kho mà nó rơi vào giữa cái dòng sông chẳng hạn, thì không thể nào là xây dựng cái tổng kho mà nổi được, là chi phí nó rất cao, mà người ta chọn nên chọn là cái bờ phía bên này hay là bờ phía bên kia chẳng hạn. Tôi lấy một cái ví dụ thôi. Bây giờ người ta sẽ tính cái tổng kho phân phối của miền Trung, nó có thể là rơi vào là cái địa điểm đó là bên Khánh Hòa hay là Ninh Hòa. Thì như vậy người ta nên chọn là ở Khánh Hòa hay là ở Ninh Hòa. Nên chọn là ở Khánh Hòa hay là Ninh Hòa. Thì các anh chị thấy là gì? Người ta sẽ chọn á là ở Ninh Hòa, bởi vì chi phí đất đai nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà nó là cái biên của cái, thường người ta chọn những cái địa điểm tổng kho đó nó nằm ở cái vùng biên của hai cái tỉnh á, thì người ta được thụ hưởng được hai cái chính sách của hai bên. Thì đặt cái tổng kho ở bên Ninh Hòa đó thì cái chi phí đất đai nó thấp hơn. Nhưng mà người ta cũng được thụ hưởng là cái cơ sở hạ tầng của bên Khánh Hòa đó, là cho cái thông tin liên lạc hoặc là vận chuyển nó tốt hơn. Và ngoài ra thì người ta cũng sẽ xem xét thêm một cách định tính nữa là có những cái ưu đãi gì của địa phương, cái chính sách của địa phương đối với lại cái hoạt động này hay không. Các anh chị. Và bài toán này đó thì người ta sử dụng cũng nhiều rồi. Ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chẳng hạn, cách nhau có một cái đường quốc lộ thôi, nhưng mà phần lớn nhà máy sản xuất đó là đặt ở bên Bình Dương hết, bởi vì chi phí đất đai bên đó nó rẻ hơn, nhưng mà thụ hưởng á, thì nó là nằm ở bên kia đường của cái đường quốc lộ đó, thành ra là nó cũng được thụ hưởng về cái điện, rồi điện cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin. Nó cũng không khác gì so với lại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì tỉnh Bình Dương nó còn có những cái chính sách thu hút đầu tư tốt hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do đó là người ta lại có khuynh hướng là đặt cái nhà máy đó ở phía bên bên Bình Dương. Đó là toàn bộ cái chương trình mà chúng ta học trong cái môn quản trị dịch vụ này. Thì khi kiểm tra đó các anh chị cũng có khoảng là 40 câu này, và người ta hỏi những cái yếu tố cơ bản thôi, nó cũng tương tự như vậy. Nếu mà chúng ta nắm vững về cái nguyên tắc thì chúng ta làm được thôi, không có vấn đề gì khó hết.